Xin chào tất cả các bạn. Hầu hết các thiên hà ngày nay trong vũ trụ đều có độ tuổi khoảng từ 10 đến 13,6 tỷ năm. Tuổi của vũ trụ thì là 13,81 tỷ năm, với sai số khoảng 120 triệu năm. Như vậy, hầu hết tất cả các thiên hà đều hình thành vào khoảng 2 tỷ năm đầu tiên, khi mà vũ trụ còn khá non trẻ. Thiên hà mới nhất được chúng ta phát hiện mới chỉ 500 triệu năm tuổi. Năm 2016, kính viễn vọng không gian Hubble đã tìm ra được thiên hà xa xôi nhất và cũng là một trong những thiên hà lâu đời nhất vũ trụ, có tên gọi GN-Z11. Thiên hà này được xác định đã hình thành từ 13,4 tỷ năm trước, khi mà vũ trụ mới chỉ khoảng 400 triệu năm tuổi. Từ những thông số dịch chuyển đó, các nhà thiên văn học cho biết nó cách chúng ta đến 32 tỷ năm ánh sáng. Dải ngân hà của chúng ta cũng là một trong những thiên hà hình thành sớm nhất trong vũ trụ. Cho đến tận ngày hôm nay, tuổi của dải ngân hà vẫn là một trong những chủ đề gây tranh cãi. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy Milky Way đã già đến 13,6 tỷ năm tuổi. Vì vậy, rất có thể quần thể thiên hà trong cụm địa phương của chúng ta chính là một trong những thiên hà đầu tiên thắp sáng trong vũ trụ. Vậy, phải làm sao để tính toán được tuổi của thiên hà? Nếu như bạn quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho dải ngân hà, thì mình dám chắc bạn sẽ không có đủ diện tích để cắm đến hơn 13 tỷ cây nến và cũng không có cách nào để thổi tắt tất cả chúng trong vòng một lượt. Tuy nhiên, làm cách nào để chúng ta biết được dải ngân hà bao nhiêu tuổi để đặt trước nến cho bữa tiệc? Dải ngân hà cũng như tất cả các thiên hà khác trong vũ trụ, nó là một tập hợp đông đúc của rất nhiều ngôi sao. Có những ngôi sao rất lớn và rất sáng, chỉ tồn tại trong vòng vài triệu năm. Thế nhưng, cũng có những ngôi sao nhỏ bé và mờ nhạt, tuổi thọ của nó ước tính có thể tồn tại đến 20 tỷ năm. Vì vậy, cách đơn giản nhất để xác định tuổi của thiên hà chính là xác định tuổi của những ngôi sao đó. Trong nhiều thập kỷ nghiên cứu liên tiếp, với những thống kê và ước tính nghiêm túc, các nhà khoa học đã tìm ra được tuổi của vũ trụ là 13,81 tỷ năm, với sai số khoảng 120 triệu năm, và họ có thể chắc chắn điều này đến 99,1%. Như vậy, tất cả các thiên hà và các ngôi sao đều không thể có độ tuổi lớn hơn vũ trụ, trừ khi các phép đo bị sai sót. Ngay sau vụ nổ lớn, vũ trụ có mật độ và nhiệt độ rất cao. Trong khoảng 380.000 năm, vũ trụ đã mở rộng đủ nhiều để nhiệt độ và mật độ của nó giảm xuống, giúp hình thành nên các nguyên tố đầu tiên như hydro và heli. Cho đến tận ngày hôm nay, các nhà khoa học vẫn chưa biết được những ngôi sao đầu tiên thắp sáng không gian vũ trụ hình thành khi nào. Giờ đây chúng ta đã biết, có đến 98% vật chất thông thường của vũ trụ là hydro và heli. Điều này đồng nghĩa với các nhà máy luyện kim là các ngôi sao trong vũ trụ mới chỉ chuyển hóa được 2% lượng hydro và heli thành các nguyên tố nặng khác. Có vẻ như vũ trụ vẫn còn rất trẻ và nó vẫn còn rất nhiều thời gian để chuyển đổi thành phần hiện tại. Vậy những ngôi sao lâu đời nhất chúng ta phát hiện được đã già bao nhiêu tuổi và dùng cách nào để tính toán số tuổi đó? Các ngôi sao trong vũ trụ được chia làm các thế hệ khác nhau. Ngày nay, hầu hết các ngôi sao đều thuộc thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3. Như chúng ta đã biết, các ngôi sao nhỏ và mờ nhạt thường có tuổi thọ cao hơn rất nhiều những ngôi sao rực rỡ. Vì vậy, bằng cách xác định thành phần, nhiệt độ và khối lượng của ngôi sao, các nhà khoa học có thể tính toán được ngôi sao đó đang trong giai đoạn nào của quá trình tiến hóa. Từ đó, họ biết được tuổi của ngôi sao. Ngôi sao lâu đời nhất mà chúng ta biết đến có tên BD-17°3248. Nó được xác định đã xấp xỉ 13,8 tỷ năm tuổi. Đây là ngôi sao thuộc thế hệ thứ 2, còn được gọi là những ngôi sao nghèo kim loại. Nó cách trái đất khoảng 1.000 năm ánh sáng, có vị trí quan sát về phía chòm sao Hercules. Ngoài ra, còn một ngôi sao gây tranh cãi là HD-140283. Đầu tiên, ngôi sao này được xác định đã 14,5 tỷ năm tuổi, còn già hơn cả tuổi của vũ trụ. Tuy nhiên, giờ đây nó đã được hạ xuống 13,2 tỷ năm. Như vậy có thể thấy, cách xác định độ tuổi của ngôi sao như trên không hẳn đã chính xác 100%. Và chúng ta cũng không thể tính toán tuổi của thiên hà dựa vào một vài ngôi sao giả cỗi như vậy. Dải ngân hà của chúng ta là một tập hợp sao bao gồm 150 cụm sao cầu. Chúng ta có thể tính toán tuổi của nó bằng cách xác định tuổi của các cụm sao cầu. Một cụm sao cầu được hình thành từ những đám mây bụi siêu lớn. Nó giống như những vườn ươm sao khổng lồ trong vũ trụ. Thường thì các ngôi sao trong một cụm sao sẽ hình thành cùng với nhau. Chúng có thể có kích thước và khối lượng khác nhau,
nhưng chúng ta vẫn có thể tính được độ tuổi của cả cụm sao một cách khá chính xác bằng cách xác định hàm lượng nguyên tố beryllium. Beryllium là nguyên tố nhẹ thứ tư chỉ sau hydro, heli và liti. Hạt nhân của nó cũng có đồng vị rất ổn định với 4 proton và 5 neutron. Các nguyên tố như hydro, heli và liti được sản sinh ra sau vụ nổ lớn. Các nguyên tố nặng khác thì được tạo ra trong lõi các ngôi sao và qua các vụ nổ siêu tân tinh. Tuy nhiên, beryllium chỉ được tạo ra do sự va chạm giữa các tia vũ trụ với các nguyên tố nặng hơn. Trong một khoảng thời gian dài từ khi các ngôi sao đầu tiên hình thành trong cụm sao, hàm lượng beryllium trong môi trường liên sao được tích lũy ngày càng nhiều. Do đó, bằng cách tính toán hàm lượng beryllium trong cụm sao, các nhà khoa học có thể xác định được tuổi của thiên hà. Nhưng điều này cũng không hề đơn giản. Beryllium sẽ bị phá hủy ở nhiệt độ vài triệu độ C. Vì vậy, một cụm sao bao gồm nhiều ngôi sao khổng lồ siêu nóng và siêu sáng ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến lượng beryllium trong môi trường liên sao. Ngoài ra, lượng beryllium cũng ít hơn rất nhiều so với hydro và heli. Thông thường cứ một nguyên tử beryllium sẽ tương ứng với 2.200 tỷ nguyên tử hydro cùng tồn tại. Để bảo đảm những điều kiện tốt nhất, các nhà khoa học sẽ lựa chọn các cụm sao ở xa và mờ nhạt, với những ngôi sao có độ sáng thấp hơn đến 10.000 lần so với những ngôi sao mờ nhạt nhất mà chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường. Các kính viễn vọng sẽ tập trung vào vùng quang phổ ở bức sóng 313 nanomet. Các ống kính này đủ nhạy để phát hiện ra sự thay đổi ánh sáng của một chiếc đèn pha ô tô khi có một con bọ chét vô tình bay ngang qua. Trải qua nhiều năm nghiên cứu với nhiều dự án khác nhau, thì tuổi của cụm sao già nhất trong dải ngân hà là khoảng 13,4 tỷ năm tuổi. Nhưng cũng không ai dám chắc là trong quãng thời gian đó, các cụm sao đã tập hợp lại thành đĩa thiên hà. Nhiều nhà thiên văn cho rằng, đĩa thiên hà của chúng ta được hình thành từ 10 đến 12 tỷ năm trước, nhưng cũng có ý kiến cho rằng dải ngân hà đã già đến 13,6 tỷ năm tuổi. Dù sao đi nữa, thì rất nhiều ngôi sao trong dải ngân hà đã có tuổi đời ngang ngửa với tuổi của vũ trụ. Điều này chứng tỏ thiên hà của chúng ta cũng là một trong những thiên hà hình thành sớm nhất vũ trụ. Những photon ánh sáng từ những ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời ngày nay có thể chính là một trong những ngôi sao nguyên thủy bậc nhất vũ trụ. Nếu như bạn đang đứng trên bãi biển lúc hoàng hôn, ánh sáng mặt trời tràn trên mặt biển giống như một tấm thảm ánh sáng êm dịu và lãng mạn. Hình như mình hơi lạc đề. Từ thế kỷ 18, chúng ta đã biết photon là một loại hạt cơ bản. Photon là lượng tử của trường điện từ, bao gồm các loại như bức xạ điện từ, sóng vô tuyến và ánh sáng. Photon có các đặc tính cơ bản như chúng không có khối lượng và năng lượng nghỉ. Photon chỉ tồn tại dưới dạng các hạt chuyển động. Photon là một hạt điểm không có đường kính vật lý. Tuy nhiên, khi tương tác với vật chất, nó được thể hiện dưới dạng mặt cắt điện tích. Mặt cắt của photon thay đổi phụ thuộc vào những gì nó tương tác. Các hạt photon mang năng lượng và phụ thuộc vào tần số của nó. Photon có thể tương tác với các hạt electron hoặc một số hạt khác. Chúng có thể bị phá hủy bởi các quá trình tự nhiên, bởi các bức xạ hấp thụ hoặc phát ra. Khi ở trong môi trường chân không, chúng di chuyển với vận tốc ánh sáng. Chúng cũng thể hiện tính chất của cả sóng và hạt. Như vậy, chúng ta đã biết một số đặc điểm quan trọng của photon. Nhưng có một thắc mắc, photon không có khối lượng, tại sao trọng lực có thể ảnh hưởng lên nó? Tại sao ánh sáng không thể thoát ra khỏi hố đen? Theo chúng ta biết, thì mặt trời có khối lượng khá lớn, chúng cũng phát ra ánh sáng. Vậy tại sao nó không làm ánh sáng của chính nó phát ra bị chậm lại? Có một điều chúng ta cần phải khẳng định, ánh sáng thực sự bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn, nhưng tốc độ của nó lại không bị ảnh hưởng. Từ thuyết tương đối rộng chúng ta biết được, trọng lực có hai tác động lên ánh sáng, một là bẻ cong ánh sáng, hai là thay đổi năng lượng của nó. Năng lượng của ánh sáng bị thay đổi khi trọng lực làm cho tần số của nó bị thay đổi, hay chúng ta còn gọi là dịch chuyển đỏ hấp dẫn. Trường hợp 2, trọng lực bẻ cong ánh sáng với hiệu ứng thấu kính hấp dẫn, hoặc hố đen hút ánh sáng làm cho nó không thể thoát ra. Điều này là do trọng lực làm biến dạng không thời gian nơi ánh sáng di chuyển qua. Vì vậy, ở vị trí người quan sát chúng ta sẽ thấy ánh sáng bị đổi hướng. Cả hai trường hợp này đều không làm ảnh hưởng đến vận tốc của ánh sáng.